Tôi em sẽ làm video bóc hộp con hai hai ơ nhé, cục đóng con hai ơ điện là sử dụng điện 24V các bác nhé. Đây 24V đây, các thông số của hai ơ đây. Đây các bác xem là con này nó có gì mà khác, mà các bác có bảo tại sao con hai ơ nó lại đắt tiền hơn những con điều hòa thường kia. Đây, cục nóng nó to hơn rồi, cục nóng nó thì bằng với cả cục nóng điều hòa, chắc nhỏ hơn cục nóng điều hòa, to bằng cục nóng điều hòa 9000 ở nhà những hãng thông thường nhé. Nội thất ở đây các bác này, nó xem này, tất cả là sử dụng dàn đống đồng hết các bác nhé. Đấy, con kia sử dụng dàn nhôm, con này dàn đồng này, các bác nhìn này, dàn đồng này, đó dàn đồng này, à, đây bảo xé này, các bác thấy chưa, dàn đồng hết này. Đây, hệ thống bảo dưỡng đây là con IC điều khiển công suất cũng như là điều khiển tất tần tật mọi thứ đây, có mã hiệu đàng hoàng. Đây em đã tháo bu lông vít rồi, nhớ ra. Các bác nhìn thấy con này là quạt nhựa nhé, quạt cánh quạt nhựa. Con này nó sử dụng động cơ đây, các bác nhìn ra động cơ DC 24V, như động cơ bước nhé, inverter các bác nhé. Đấy, cả cái này nó đã sử dụng inverter rồi. Inverter đây là cái lốc của nó đây. Ôi giời, nó được bọc kín này, các bác nhìn này, đây một lớp bọc này. Ôi giời, các bác nhìn cái lốc kia này, đấy lốc rất lớn luôn nhá. Đấy, cầu mạch này, dây dợ rồi lốc rất là lớn. Dây là sử dụng dây này chắc là 7 ly hoặc 6 ly gì đây. Này chỗ này nó có phần là cảm biến nhiệt lốc này, nếu mà nóng quá là nó cũng không cho hoạt động này. Đấy, con kia những con khác không có này. Đấy cảm biến lốc này. Đấy, nó còn bọc kín này cơ. Đấy, phải bỏ ra. Xem cái lốc này nào. Đây. Úi giời. Cái lốc quang nha. Con lốc to đùng đây. Con lốc này model là C6RA146 đây. Con này chạy ga 134, điện từ 14-16V. Đấy. Đấy, các bác nhìn này có thông số luôn. Đây, con này là của hãng Sanyo các bác nhá. Nhìn này, chuẩn luôn. Con này là cái công ty Shenzhen, là công ty Sanyo sản xuất con lốc này luôn. Đấy, có mã hiệu luôn. Con này nó cuốn hơi chắc. Đây, có mã vạch đây, mã quét đây. Đấy, con lốc là nó to đùng luôn. Đấy, cái hồi mà cái cổ hồi mà bắt dầu đấy, nó to như thế này các bác nhé. Đấy, con này có mã luôn này, con này của Salier nhá. Đấy, máy lạnh này nó to gấp cái lốc nó to gấp đôi cái lốc thường kia, cái lốc loại thường. Đấy, ống đồng bóp đây. Mà nhìn dàn đồng này, cái động cơ nó nhẹ lắm. Con động cơ này nó, cái con động cơ này mà giải nhiệt với con điều hòa thường là 120W thì con này nó mắc nó chỉ có 4 mấy W thôi, nhưng nó hoạt động rất là mạnh. Đó, động cơ mà inverter. Đằng sau này dàn những lá này thì vẫn làm bằng nhôm hết, như đồ điều hòa thông thường thì đều làm bằng nhôm. Con này làm bằng nhôm. Đấy. Rắc cắm này. Con này là cái đèn cảm biến đây. Đấy. Đèn cảm biến, đèn này báo lỗi. Nếu trong trường hợp có lỗi như nào thì các bác sử dụng thì các bác đọc cái lỗi đèn đằng sau này em sẽ biết là lỗi gì. Đấy, để báo với nhà máy. Tất cả đầu co cút rất là chắc chắn luôn. Bắt rất chặt, cái con này nó chống nước được. Ốc vít này bắt rất chắc luôn, tất vách. Phần nào ra phần đấy luôn, đấy. Nó còn hơn cả điều hòa nhà luôn. Nó xem đây. Đây phía đầu này là cái đầu nối dây điện. Này em sẽ mở cho các bác xem. Đấy. Này sẽ có đầu âm dương đây, các bác nối dương vào đây, âm vào đây, hai cái dây com và cái dây in tín hiệu ngược lên, cái đầu khóa dây đây, đây là đầu ga, đấy, nó có hai đầu, đầu trên là đầu thấp áp, đầu dưới là đầu cao áp, đấy, các bác lắp thì gọi điện cho bên em sẽ hướng dẫn các bác là lắp như thế nào, cách lắp sao để vào với cái cục lạnh của nó, đấy, con này là hãng. Con này nó rất là tiết kiệm điện các bác nhé. So với những điều hòa thường thì con này nó tiết kiệm hơn, nó khoảng độ 3 mấy%, 40%. Có những con mà điều hòa thường thì nó tiết kiệm hơn bằng nhiều lần luôn, gấp đôi luôn. Ví dụ con này công suất khi mà chạy là mát nó chỉ khoảng độ 410W, nhưng con điều hòa thường nó lên 700W, nên là gần gấp đôi. Mà hiệu suất làm mát thì con này nó mát hơn rất là nhiều. Con lốc này dàn nóng này, các bác thấy hàng chất lượng nó khác. Trong này cái bảng
cái phần nóc nó có sơ đồ đấu nối được các bác nhé. Đấy, nối lên trên kia này, lấy dây motor ra đầu này, dây đèn tín hiệu này, đấy, dây com này, đấy, tất cả kết nối hết. Đây là con điều hòa mới em bóc ra để cho các bác xem nhé, nó làm rất là chắc chắn này. Đấy, con này thì cái vỏ nó không dày đâu, cái vỏ nó không dày đâu nhưng mà nó rất là chắc chắn, nó dập sóng rồi. Phần đế này thì dày này, bắt tất cả các vít của nó các bác nhé. Các nhìn này, cái con điều hòa này, tất cả các vít nó khác điều hòa thường, nó đều có cái lồng đèn bằng cao su, nó đèn là cao su trắng đó, cái lồng đèn nó chống thôi ra và nó êm. Đấy, tất cả con ốc đều bắt như thế hết, lồng đèn cao su hết. Đấy, hàng hãng nó khác ở chỗ hàng thường như thế. Con này thì giá nó cao hơn hàng thường nhưng mà chất lượng dùng thì các bác không phải chê. Các bác mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với số điện thoại hotline em ghi ở trên màn hình. Thì bên em chuyên cung cấp điều hòa thường, điều hòa 2 ơ, loại thường, loại này, con máy này máy 1.5, phiên bản 2.0, 3.0 và 5.0 đều có cả âm trần. Cam kết các bác là giá là tốt và chính sách bảo hành bên em là những cái hàng mà chính hãng bảo hành đều 1 năm hết. Các bác mua về có lỗi gì các bác chỉ cần đọc đèn nháy cho em. Đấy, hoặc là gửi ra ngoài này bên em khắc phục cho. Nếu như các bác mà biết một chút về điện thì các bác có thể là tháo từng bộ phận một ra gửi ra đây thì em sẽ gửi đồ mới cho các bác. Đấy, các bác mà ở gần thì bên em sẽ qua xem cho các bác được. Đấy, bên em cũng có dịch vụ là lắp đặt tại nơi cho quý vị, quý khách yêu cầu. Đấy, hàng nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy, chất lượng sò nó khác này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ kênh để nhận những video mới nhất về những sản phẩm điều hòa mà bên em đang phát triển. Cảm ơn các bác.